Chào mừng các em quay trở lại khóa học tiếng Anh lớp 7 bộ sách I Learn Smart World trên trang web olm.vn Unit 4 Community Services Lesson 1 Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu chủ đề các hoạt động phục vụ cộng đồng. Phần đầu tiên, từ vựng Vocabulary Mỗi chúng ta khi sinh ra đều có các quyền cơ bản. Right. Hành động sẵn sàng tham gia để giúp đỡ mọi người và xung quanh, không lấy phí, đó chính là Volunteer. Từ này vừa là danh từ, vừa là động từ. Chúng ta có những sự kiện từ thiện nào? Charity event. Cô có các hoạt động sau, các em hãy đoán xem đó là gì. hành động bán bánh kẹo để gây quỹ được gọi là bake sale hay có thể tổ chức cuộc thi tài năng talent show rất nhiều người tham gia vào sự kiện chạy gây quỹ fun run hoặc rửa xe car wash sự kiện bán đồ đạc được làm thủ công craft fair right volunteer charity event charity event bake sale talent show fun run car wash craft fair Các em hãy chọn đáp án đúng giải nghĩa cho các từ được gạch chân. Câu 1: Anh tớ là tình nguyện viên trong trường. Anh ấy giúp đỡ dạy những học sinh nhỏ tuổi sau khi tan học. Vậy, volunteer đây chính là đáp án A. Someone who helps for free. Người giúp đỡ miễn phí. Câu 2. Hãy tổ chức sự kiện tình nguyện để hỗ trợ học sinh nghèo trong thị trấn. Charity event. Sự kiện từ nguyện. Đáp án chính là B. An activity to help people in need. Hoạt động để giúp đỡ những người khó khăn Câu 3 Tất cả trẻ con đều có quyền được đến trường. Chúng ta phải làm mọi cách để giúp các con được đi học. Right ở đây chính là A. A rule about what a person should have. Những quy định mà một người nên có. Chúng ta chuyển sang phần ngữ pháp. Grammar Dưới đây, cô có cuộc trò chuyện giữa ba bạn Jack, Lily và Nick. What should we do for charity week, Lily? How about working with children in our community? Great idea. So, what kind of charity event should we organize? Hmm. Let's have a craft fair. People make things and sell them at a craft fair to raise money great. i think we should make posters, too. i agree. we should put the time and place of the event on the posters. what should we call our craft fair? how about calling have fun and help? that's great. vậy trong đoạn hội thoại các bạn đã dùng những cấu trúc như how about working let's have we should make we should put hay how about calling tất cả những cấu trúc này chúng ta đều được dùng để đưa ra lời đề nghị making suggestions các em cho cô biết các cấu trúc này được dùng như thế nào Đúng vậy, đầu tiên là cấu trúc should cộng động từ ở dạng nguyên thể không chia. Ví dụ, we should make posters. Cấu trúc thứ hai, let theo sau là verb ở dạng nguyên thể. Ví dụ, let's have a craft fair. Cấu trúc thứ ba, how about theo sau là động từ được thêm đuôi ing. Ví dụ, how about working with children in our community? và cấu trúc cuối cùng đó là how about cộng chủ ngữ cộng động từ và các em lưu ý động từ ở đây chúng ta sẽ chia theo thì hiện tại đơn ví dụ how about we work with children in our community các em cùng củng cố lại bốn cấu trúc thông qua bài sau có một organize đang ở dạng nguyên thể vậy nên đáp án ở đây chúng ta sẽ điền let's Let's cộng động từ nguyên thể. Câu 2. We bake. Có chủ ngữ we, động từ bake, chỉ ở thì hiện tại đơn. Vậy đáp án đây sẽ là how about. Câu 3. Chủ ngữ we, động từ chính have. Và đây đáp án chính là should. Câu cuối cùng. Organizing, động từ ở dạng danh động từ. Vậy đáp án là how about. Chúng ta cùng chuyển sang phần 3. Phát âm pronunciation. Trong phần này chúng ta sẽ học cách đánh trọng âm của danh từ ghép. Stress for compound nouns. Cô có các từ sau. Bake sale, talent show, car wash, craft fair. Đây đều là các danh từ ghép, các em hãy nghe thật kỹ lại lần nữa và cho cô biết các danh từ ghép này có trọng âm rơi vào đâu bake sale, talent show, car wash, craft fair. Chính xác, các từ này đều có trọng âm rơi vào từ đầu tiên. Cô nhắc lại, danh từ ghép sẽ có trọng âm rơi vào chữ đầu tiên. Just the first word in compound nouns. Tổng kết lại bài học, về từ vựng, chúng ta đã học các từ liên quan đến chủ đề sự kiện từ thiện. Về ngữ pháp, cách đưa ra lời đề nghị và về phát âm, đó là trọng âm rơi vào chữ đầu tiên của danh từ ghép. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo trên trang web olm.vn.